Tôi với anh ta bây giờ là kẻ thù rồi. Chị hãy chấm dứt những chuyện này đi. Nếu chị còn làm như vậy nữa, tôi sẽ không để yên cho chị đâu. Con làm gì vậy? Con muốn lưu lại những hình ảnh này của ông ta, để hàng ngày con sẽ luôn nhớ về kẻ thù của mình. Đây là mức giá đầu tiên chúng ta đàm phán được với nó. Nếu thành công sẽ được coi là một thắng lợi lớn.